đang đến với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình MC Tuấn Tú. Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Chương trình được phát sóng định kỳ trên VTV3 vào lúc 21:15 tối thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ Tuấn Tú không để quý vị phải chờ lâu nữa, xin được giới thiệu diễn viên Hứa Minh Đạt và ca sĩ Thanh Ngọc. Ca sĩ Lâm Hùng và ca sĩ Thanh Thúy, xin mời. Thấy rằng những người chơi đến đây họ rất là hân hoan, hứng khởi đúng không? Nhưng xin báo trước với mọi người là sau khi chương trình kết thúc thì người sẽ mệt hơn đấy ạ. Đấy, nó có những cái sự quằn quại nhất định ở trong chương trình này. Bởi vì chương trình này là một chương trình ngoài việc chúng ta sử dụng kiến thức để trả lời những câu hỏi ra thì chúng ta còn phải vận động nữa. Những người chơi của chúng ta sẽ làm một động tác nào đó thật là ngầu và một cái câu nói nào đó thật là chất để gửi đến chương trình, được không? Xin mời Thanh Ngọc trước đi. Vậy đó hả? Lên liền vậy đó hả? Thanh Ngọc, bây giờ mình làm theo tên đi ha. Chị em, mình làm theo tên. Bây giờ em có ý kiến là mình làm thôi. Chẳng hạn như em Ngọc thì có cái gì mà có cái từ vần ọc ọc quá, ọc ọc quá. Ọc ọc. Thôi được, tùy, không cần phải ngọc. Là ạc ạc. Nghe. Thanh Thúy ý ý. Tú thì u u á. Rồi. Mà thường thường chơi mấy cái trò chơi mà vận động nó dễ bị cọc lắm nha. Mà chữ cọc là ọc ọc nè, đúng không? Đúng rồi đấy. Rồi anh Ngọc chơi là phải móc bọc. Chơi là móc bọc. Móc bọc lụm tiền đến về. Rồi Thanh Ngọc chơi không cọc. Là nghỉ chơi. Cọc là nghỉ chơi. Xin mời Thanh Thúy nào. Thanh Thúy chơi hết ý. Được mà, Thanh Thúy chơi hết ý. Xin mời anh Lâm Hùng. Vâng, trước khi nói câu slogan thì Lâm Hùng xin gửi lời chào đến tất cả quý thân thương đang xem chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Lời chào trân trọng nhất và xin chào các anh em đồng nghiệp. Quá lịch sự. Lâm Hùng chơi rất anh hùng, không bao giờ nói khùng. Chúng ta sẽ cùng đến với Hứa Minh Đạt nào. Hứa Minh Đạt chơi không lừa gạt. Hứa chiến đấu sẽ không nhạt. Bây giờ thì trò chuyện một chút thì anh Lâm Hùng đã là một ca sĩ hát rất là lâu rồi. Anh đã có rất là nhiều những cái bản hit, đặc biệt là bản thân tôi cũng rất thích cái bài hát cho một dòng sông. Đến với chương trình này anh có thể tặng quý vị khán giả một đoạn bài hát đấy được không? Vâng, đó là một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Lâm Hùng xin hát rất lâu rồi. Thôi, chợt nhìn em bên anh trong tay lá rơi qua từng đêm vắng. Dòng đời trôi mang theo bao nhiêu đổi thay như bao lời em hát. Chuyện ngày xưa thơ ngây vô tư tóc mây bây giờ xa quá. Cuộc vui qua biết ta còn ai. Quá dữ luôn á nè. Cảm ơn anh Lâm Hùng rất nhiều nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện một chút với cả Thanh Thúy đi. Tại sao bạn trẻ như này bạn lại chọn một cái dòng nhạc là bolero như thế? Em là bị ảnh hưởng của ba mẹ ạ. Ảnh hưởng từ ba mẹ cho nên thích bolero. Bây giờ thì đến Thanh Ngọc nhá. Thanh Ngọc xin chào tất cả quý vị khán giả. Nãy giờ thì mình mới có dịp chào quý vị, thất lễ quá ạ. Ngọc thì hiện tại là ba mẹ của một em bé nhỏ. Mẹ bỉm sữa. Nhưng mà vẫn còn tưng lắm đúng không? Nào bây giờ xin mời Hứa Minh Đạt. Hứa Minh Đạt xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Bây giờ mình sẽ nói lời chào, nãy giờ toàn là múa mai không à. Bây giờ là ngày hôm nay đối mặt với lại ba ca sĩ đúng không? Mình cũng phải hát luôn chứ. Đúng. Bài mà hát này của mình hơi sửa lời nhẹ nhẹ, nghe nó lạc quan hơn. Hát nha. Rồi, hay quá. Thà yêu lấy 10 người một lần, 10 người một lần, để đêm về lần lượt nhớ thương thì cuộc đời làm sao cũng được. Thì cuộc đời làm sao cũng được. Sao cũng được. Vậy thôi. Em hát vậy thôi. Đây là vì là không có Lâm Ví Dạ ở đây thôi, chứ còn không bao giờ dám hát bài này khi mà có vợ đi chơi cùng. Không, hát một ca khúc vui thôi mà. Dạ ơi, em nhìn rồi. Chồng em như vậy. Bậy, đừng mát. Không cần phải mát.
thấy hết mà. Rất là lâu rồi thì chúng ta mới được gặp nhau với không khí vui như thế này là rất tuyệt vời rồi. Còn bây giờ ấy, chúng ta sẽ đến với luật chơi của chương trình, sẽ cùng xem nhá. Xin mời. Người chơi sẽ trải qua 7 vòng thử thách với độ khó tăng dần. Người có số điểm thấp nhất ở 4 vòng sẽ ra về với giải thưởng 2 triệu đồng. Người có số điểm thấp nhất ở 5 vòng sẽ ra về với giải thưởng 4 triệu đồng. Người có số điểm thấp nhất ở 6 vòng sẽ ra về với giải thưởng 6 triệu đồng. Người có số điểm cao nhất sẽ được vào vòng 7 với giải thưởng 10 triệu đồng và có cơ hội nhận được giải thưởng 20 triệu đồng nếu trả lời đúng 7 câu hỏi của chương trình. Thẻ hồi sinh. Ở vòng 4, 5, 6, người có số điểm thấp nhất sẽ chơi trò chơi và có cơ hội lội ngược dòng nếu bốc thăm trúng thẻ hồi sinh của chương trình. Trên tay Tuấn Tú đang cầm 4 chiếc phong bì này, và ở trong 4 chiếc phong bì này thì chỉ có một thẻ hồi sinh mà thôi. Thẻ hồi sinh này có thể giúp cho chúng ta không bị loại. Vâng, cái đây là một màn cứu trợ của chương trình dành cho những người chơi có số điểm thấp nhất. Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em. Không, chỉ có một thôi. Ở anh nhá. Ừ. Đây, mời anh Lâm Hùng. Em ơi, em nghĩ cái nào nè? Thế làm sao mà em biết được? Thế thôi bây giờ anh nhắm mắt vào anh chọn đi. Đấy. Đấy thì anh nghĩ là Đấy, anh chọn cái đấy nhá. Nào, đây, xin mời Thanh Thúy. Mời Thanh Ngọc. Rồi. Rồi. Anh đâu được quyền lựa chọn. Sao mới có biết được đây là thẻ hồi sinh? À, đến vòng 4, vòng 5, vòng 6, khi nào người chơi nào có số điểm thấp nhất gặp nguy hiểm thì sẽ mở ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ để ở trên mặt bàn. À, đọc luôn nè. Thẻ hồi sức. Ở phía bên trong nữa cơ. Quý vị khán giả sẽ luôn luôn cổ vũ cho những người chơi đến với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi có tên là Bong Bóng Thần Kỳ. Ở trò chơi này thì những người chơi của chúng ta không được sử dụng tay, chúng ta chỉ được dùng miệng của mình để thổi quả bóng này để cho vào một chiếc cốc ở đây. Sau đó chúng ta dùng miệng để nhấc từng chiếc cốc này sang những chiếc cốc khác, làm thế nào để cho chúng ta có được nhiều chiếc cốc nhất. Trò chơi này sẽ diễn ra trong 2 phút. Người chơi nào có được nhiều số lượng cốc nhiều nhất thì người chơi đó sẽ chiến thắng. Bây giờ thì những người chơi chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu chưa? MC ơi, tụi anh còn ngây thơ quá, em có thể làm trước cái không? Ở đây bây giờ mình có thể ví dụ nhé, rất đơn giản này. Đây, ví dụ đây. À, thí dụ cho nó thú vị nào. Vậy được hả? Được mà. Được đó. Hiểu rồi. Hiểu không? Chứ từng cái là biết khi nào mới hết. Khuyến cáo hứa mình đạt, tại vì rau có thể đâm lủng một bóng mà nó xì hơi đó. Sẵn sàng chưa? Nào, sẵn sàng. Bắt đầu. Nào, cố gắng lên. Thanh Thúy đang chơi rất là tốt. Này, cố gắng lên. Anh Lâm Hùng ơi, làm lại nhanh. Ôi trời ơi. Thanh Ngọc không được chơi như thế. Ở đây có công nghệ va rồi. Không được chơi như thế. Mình phải chơi từng cái một. Cái gì vậy Thanh Thúy? Cái gì vậy? Quá giỏi rồi, nào Thanh Thúy đang chơi rất tốt, cố gắng lên. Tôi thấy anh Lâm Hùng cũng phải rất là khó khăn, nào cố gắng lên. Rồi. Ôi, rơi mất rồi. Cố gắng lên nào. Bốn, ba, hai, một. Cố gắng nhấc lên đi. Rồi, hết giờ. Thôi, dừng lại. Ê, bỏ quá. Của anh Hùng đâu? Của anh ấy chưa được một cái ly nào. Bởi vì anh ấy toàn như vậy. Anh bị người ta lấn ép quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm... Có thể khỏi đếm của anh Tú à? Bởi vì anh nói không, vậy đó. Em có đếm của anh đâu, em đứng sang đây để đếm ruộng của Thúy mà. Nào, của Thanh Thúy này. 1 9 cái. 9 cái. 9 cái ly. Hai. Nào. 1 10 11 Đấy, người ta.
Rồi đấy, cũng là siêu đấy, đúng không ạ? Rồi, vậy ta. 11. Đây là của Hứa Minh Đạt. 1. Mười hai, mười bốn, mười ba, mười bốn. Chúc mừng Hứa Minh Đạt. Hứa Minh Đạt đã là người chiến thắng ở trong trò chơi này. Hứa Minh Đạt đã có được 5 điểm đầu tiên của chương trình. Chỉ là mới khởi đầu thôi, mình để cho người ta ém người đấy, ém lại mình. Người ta không có chú ý tới mình. Chúng ta còn rất nhiều những vòng thi ở trước mắt và những người chơi của chúng ta hãy cùng cố gắng lên. Chúng ta sẽ phải chiến thắng ở trong trò chơi cao thủ đối đầu tranh thủ. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng 1 của chương trình Cao thủ đối đầu tranh thủ. Vòng 1 của chương trình có tên là tranh thủ khởi động. Luật chơi rất là đơn giản, chúng tôi chỉ đưa ra hai đáp án, đó là đúng hay là sai. Người chơi nào chọn đáp án đúng, chúng ta nhảy lên phía trước. Người chơi nào chọn đáp án sai, chúng ta sẽ nhảy về phía đằng sau. Chúng tôi có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi tương ứng với 5 điểm. Xin mời. Chúng ta chỉ có 3 giây để lựa chọn đáp án nhảy là đúng hay là sai thôi. Trên tay Tuấn Tú đang có cái búa. Cái búa này thực ra để trông nó thế này thôi nhưng mà nó rất quyền lực. Có nghĩa là nó có thể đánh bay người chơi này ra khỏi cái câu hỏi của chương trình. Và chúng ta sẽ phải chờ cái câu hỏi sau mới có quyền quay lại nhá. Sẵn sàng rồi đúng không ạ? Sẵn sàng. Đâu là tên một bộ phim truyền hình của Việt Nam? Dâu 8 tuổi, Mùi Ngò Gai, nhảy, Trái Tim Mùa Thu, nhảy, Kính Vạn Hoa, nhảy, dừng. Ở trong này có ai đóng bộ phim Kính Vạn Hoa không? Đây. Thôi, anh không có coi phim em hả? Ủa là sao ạ? Anh không có coi phim em đâu hả? Kính Vạn Hoa là phim Việt Nam, phim thế phim đó. Kính Vạn Hoa là phim Việt Nam mà. Anh không có coi phim em đâu hả anh Hồng? Kính Vạn Hoa, Hứa Minh Đạt có đóng đây này. Anh đã bị loại khỏi cái câu thứ nhất này rồi. Hứa Minh Đạt đóng vai gì trong phim Kính Vạn Hoa? Đóng vai cái kính. Hay quá. Trong nhóm Tứ Quậy. À, Tứ Quậy đúng không? Tứ Quậy trong lớp. Nào, bây giờ nghe tên phim tiếp này. Vườn Sao Băng, nhảy. Bỗng Dưng Muốn Khóc, nhảy. Gạo Nếp Gạo Tẻ, Người Phán Xử, Tây Du Ký, Bằng Chứng Thép. Dừng. Bằng Chứng Thép là phim của Hồng Kông. Hay da. Kéo hay da. Bắt đầu hết nhía luôn. Vâng, tôi đã nói rồi, trò này không a dua được đâu. Mình phải có chính kiến của riêng mình. Phim này nếu mà anh còn trong vòng anh sẽ đi, anh sẽ nhảy đúng. Đúng. Tại vì anh có coi phim này. Chúc mừng cho Thanh Ngọc đã là người chiến thắng 5 điểm đầu tiên. Nãy giờ chỉ mới nhắc thôi, bây giờ thiệt nè. À, bây giờ thật đúng không? Rồi. Đâu là những con vật di chuyển chậm chạp? Ốc sên, Lười Ba Ngón, Con Thỏ, Con Sóc. Dừng. Con sóc mà lại chậm à? Thanh Thúy ơi, con sóc nó rất nhanh, người ta còn có một câu gọi là nhanh như sóc. Đấy, sao mà nó chậm được? Nhiều khi bị rối mà nhảy sai thôi. Bắt đầu tiếp tục này. Báo đốm, sao biển, cá mập, nhảy, gấu túi khao la, nhảy, con cáo, nhảy. Con cáo. Dạ, chậm chậm. Anh phải nhảy nhanh hơn nhá. Lần này phải chậm trước ấy. Không phải anh bị viêm khớp. Anh bị viêm khớp. À viêm khớp à? Trời ơi, lúc nãy thấy nhảy tương tương, bây giờ đến đoạn nhảy là viêm khớp. Nào. Cá ngựa. Dừng. Rồi. Hứa Minh Đạt. Tiếng. À. Không có ngựa nó bơi vậy nè. Quay lưng nhảy đi. Nào. Lợn biển. Nhảy. Dừng. Con lợn biển là một loài di chuyển rất là chậm. Ủa vậy mình thắng nữa hả? Xin mời mọi người vào đây.
đây chỉ mới bắt đầu thôi. Vâng. Bây giờ mới thiệt nè. Đây là câu thứ ba, câu cuối cùng ở trong vòng thi này. Từ nào dưới đây chỉ một nghề nghiệp? Bác sĩ nhảy, sĩ diện, sĩ số, sĩ tử, sĩ thanh, ca sĩ, tráng sĩ. Dừng. Ủa, tráng sĩ mà nghề hả? Tráng sĩ không phải nghề, tại sao anh lại đứng ở đây? Từ nào dưới đây chỉ một nghề nghiệp? Chờ chút xíu, kiến thức nó chưa về Đạt ơi. Kiến thức nó chưa về Đạt ơi. Anh chơi thiệt đi, nãy giờ anh bắt đầu hoài à. Hàn sĩ. Hàn sĩ. Đúng rồi. Nhạc sĩ. Họa sĩ. Thụy sĩ. Tiến sĩ. Dừng. Tiến sĩ không phải là nghề, tiến sĩ là học hàm học vị, đúng không ạ? Rất tiếc. Cố gắng lên này. Dược sĩ. Nha sĩ. Đại học sĩ. Dừng. Hai người giống nhau, hai người đều trả lời đúng. Chính vì vậy hai người đều có chiến thắng ở vòng thi này. Chúc mừng Hứa Minh Đạt. Chúc mừng cho Thanh Ngọc. Chúc mừng cho mình. Thêm 5 điểm. Tí em nhanh đối đầu. Và bây giờ thì tôi xin được phép tổng kết điểm ở vòng thi thứ nhất vừa rồi. Thanh Ngọc đã có được số điểm tối đa ở vòng thi thứ nhất vừa rồi, 15 điểm. Xin được chúc mừng Thanh Ngọc. Và Hứa Minh Đạt có thêm 5 điểm. Tổng cộng bây giờ Hứa Minh Đạt đang có 10 điểm. Chúc mừng Hứa Minh Đạt. Tú ơi, của anh hỏi Tú ơi, anh hiểu rồi. Rồi. Và ca sĩ Lâm Hùng cũng như là ca sĩ Thanh Thúy đều đang không điểm. Hai người chơi này sẽ phải cố gắng lên ạ. Cố gắng lên nhá. Bây giờ thì chúng ta đến với vòng tiếp theo của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng 2 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Chúng ta sẽ có một cái tên của vòng 2 rất là hay. Đó chính là cao thủ trúng tủ. Ngày xưa đi học ấy, không biết là Thanh Ngọc có hay học tủ không? Học tủ thì cũng có. Có. Nhưng mà chỉ sợ tủ đè thôi. Đúng rồi. Thực ra ngày xưa đi thi ai cũng hay học tủ đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái trò chơi này. Chúng tôi sẽ đưa ra một đoạn văn. Và đoạn văn này chính là lời của một bài hát rất là nổi tiếng của Đen Vâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình. Dưới đây là một đoạn trong bài hát Mang Tiền Về Cho Mẹ của rapper Đen Vâu. Nhưng có những chỗ bị sai, hãy tìm ra và sửa lại cho đúng. Một từ chúng ta sẽ được một điểm. Khi mà chúng ta sửa xong hoàn toàn cái lời bài hát này thì chúng ta có một nhiệm vụ nữa là phải lên và hát lại, nhảy lại cái bài Mang Tiền Về Cho Mẹ của Đen Vâu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có một phút để có thể xem qua cái lời bài hát này. Nhưng mà đây là lời bài hát chưa đúng ạ. Xin mời. Ủa anh thấy đúng hết mà em. Thấy đúng hết mà em. Rồi, hết một phút rồi. Bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ làm từng câu một nhé. Câu đầu tiên, bài hát hay nhất trên đời là lời mẹ hát giữa trưa nắng hè. Bấm chuông. Xin mời Thanh Ngọc. Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ hát giữa trưa nắng hè phải không? Chính xác, tuyệt vời. Rồi, có vẻ là mê Đen Vâu. Đen Vâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ hai này. Những ngày buồn nhất ở đời là mẹ đi chợ sao chưa thấy về. Xin mời bấm chuông, xin mời Thanh dài Ngọc. Dài nhất. Những ngày dài nhất. Những ngày đời. Dừng ở đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Chính xác, bạn đã có được một đáp án đúng. Ngọc ơi. Còn một từ sai nữa này. Xin mời. Là mẹ đi chợ nhưng chưa thấy về. Nhưng chưa thấy về, không chính xác. Xin mời Hứa Minh Đạt. Mà chưa thấy về cũng không chính xác. Phải luôn. Xin mời. Mẹ đi chợ xa chưa thấy về. Chính xác. Vâng. Khoảng cách là xa. Những ngày lắm. Dài nhất ở đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ ba này. Thức ăn tuyệt nhất trần đời là cơm sôi nếp mẹ nấu nồi gang. Bốn chỗ sai. Rồi, bốn vâng. Chỗ sai hả? Xin mời anh Lâm Hùng. Món ăn. Không phải món ăn. Nào, trả lời đi. Thức ăn ngon nhất trần đời đúng không? Chính xác.
Rồi. Là thức ăn ngon nhất trên đời. Là cơm xôi nếp mẹ nấu son gan. Bạn đúng thêm được một từ nữa, đó là từ son. Còn hai chữ nữa đúng không? Còn hai chữ nữa đúng không? Nào. Thức ăn ngon nhất trần đời là... Nào, bấm chuông. Từ từ, chưa tìm ra nên chưa bấm chuông được. Cơm gạo nếp. Không phải gạo nếp. Đã ai ăn cơm bằng nồi gan chưa? Nấu bằng cái gì nào? Bấm chuông nào. À. Rồi, xin mời Thanh Ngọc. Thức ăn ngon nhất trần đời là cơm củi bếp mẹ nấu son gan. Gần đúng rồi. Thức ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu son gan. Chính xác. Rồi. Rồi. Thật là bái phục. Rồi em nói mà, em nghe đen vâu anh mà. Anh Lâm Hùng cố gắng lên. Lúc ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con hư. Bấm chuông, xin mời. Xin mời Thúy. Bước ra đời. Chính xác, bước ra đời. Nào, rồi. Đúng rồi. Bước ra đời là ông này bà nọ. Nào, bấm chuông. Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan. Rồi, chính xác, là một đứa con ngoan. Câu này có rồi mà. Câu này nó hai lặp lại không? Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là đứa con ngoan. Yeah, bước ra đời là ông này bà nọ. Bây giờ, đến câu tiếp theo này. Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan. Nhưng ở đây sẽ thiếu một cái từ cuối cùng nữa mà Đen Vâu rất hay hát. Xin mời anh Lâm Hùng. Ca sĩ cũng hay dùng cái từ này lắm. Nào. Oh yeah. Oh yeah. Chính xác. Rồi. Oh yeah. Yeah. Đây là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan. Oh yeah. Tú, cái này không phải là anh là cao thủ nhưng mà anh tranh thủ. Tranh thủ lúc còn nói chưa bấm anh bấm. Tiếp tục này. Những đứa con rồi mãi đi xa nhà. Rồi, xin mời Thanh Ngọc. Những đứa trẻ rồi phải đi xa nhà. Nào, vậy là sai ở đâu? Những đứa trẻ rồi phải đi xa nhà. Đúng một từ là những đứa trẻ là chính xác. Nhưng không phải là phải mà là gì? Bấm chuông, tiếp tục ạ. Xin mời Thúy. Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà. Chính xác, những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà. Thúy ơi. Không chỉ mê Bolero mà còn thích cả Đen Vâu nữa đây này. Rồi. Wow. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo này. Sẽ có rất nhiều công việc qua trong đời. Nào. Những đứa trẻ giờ sẽ đi xa nhà. Sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời. Hành trình qua trong đời. Chính xác. Đã hát được đến như thế rồi thì chắc chắn là chậm hát rồi. Luôn á trời. Sẽ có Tú ơi, anh đề nghị chương trình là lấy 20 triệu trao cho Thanh Ngọc đi. Không, nhiều người thắng tưng bừng ở những vòng đầu tiên nhưng vòng sau thì thê thảm lắm. Đó là anh đó. Đấy, những con người ta phải ém lại chưa chắc đâu. Nào. Nhưng mà Thanh Ngọc phải nói là đang chơi rất là tốt. Đúng tủ rồi đúng không? Đúng rồi. Nào, bây giờ sẽ đến với câu tiếp theo này. Mặc dù đời có lúc chẳng được như ý mình. Vâng, xin mời Hứa Minh Đạt. Mặc dù đời có những lúc được như mong đợi. Đúng, chính xác. Ôi, nãy giờ mới được một câu rồi. Đạt ơi, em đọc được trong suy nghĩ của anh luôn, anh tính nói luôn. Bây giờ câu cuối cùng này, cố gắng lên này. Tất cả những người chơi cố gắng lên này. Rời xa mái nhà, đừng mong còn ai yêu chiều. Xin mời Thanh Ngọc. Biết luôn. Mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi, rời xa mái nhà đừng hòng còn ai nuông chiều. Chính xác. Ôi, trời. Và phải nói là vòng này Thanh Ngọc đang chơi rất là tốt. Bây giờ chắc chắn rồi, bạn sẽ ra đây. Bạn đứng ở đây. Yay. Hả? Hát luôn. Đúng em rồi. Em đã nói đi Ngọc rồi em trúng tủ em mời. Biểu diễn đi. Nào. Ok. Bắt đầu, xin mời. Bài hát hay nhất trên đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè. Những ngày
rằng nhất ở đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về. Thức ăn nhất trên đời là bếp của mẹ nấu xôi ông gang. Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan. Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan. Okay. Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà, sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời. Mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi, rời xa mai nhà đình không còn ai nuông chiều. Yeah yeah. Oh. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Cảm ơn Thanh Ngọc. Đây là Dan Vô và đây là Thanh Ngọc. Cảm ơn Thanh Ngọc rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tổng kết điểm ngay bây giờ. Xin được chúc mừng cho ca sĩ Thanh Ngọc đã có thêm 13 điểm nữa. Chúc mừng Thanh Ngọc. Thanh Thúy và diễn viên Hứa Minh Đạt mỗi người đã có được 2 câu đúng, tương ứng với 2 điểm. Chúc mừng. Bây giờ anh đã mở hàng rồi, xin chúc mừng ca sĩ Lâm Hùng, anh có 1 điểm. Chúc mừng. Mở hàng là điều rất là quan trọng, ít nhất là có 1 điểm đã, đúng không? Những người chơi của chúng ta sẽ được sự cổ vũ rất là lớn của những quý vị khán giả để họ vững tin hơn bước vào vòng tiếp theo của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng 3 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vòng 3 có tên là Cao Thủ Hợp Lực. Ở vòng thi này ấy, thì chúng tôi sẽ cho bốc thăm và chia thành hai đội A và B. Đội A sẽ là đội chơi trước, còn đội B sẽ lên cổ vũ và sau đó thì sẽ đổi ngược lại. Thì chúng tôi sẽ có 10 câu, đó là 10 câu thành ngữ hoặc là tục ngữ. Và một người sẽ được xem dùng hình thể của mình để diễn tả ra câu thành ngữ và tục ngữ. Còn người chơi còn lại sẽ là người đọc ra đáp án. Thì mời người chơi xuống đây ạ. Rồi, đây, nào, anh bốc thử đi. Anh bốc trước đây. Bốc đi thôi, nào. Đây. Ai à? Ai chữ A à? Hả? Em chữ A. B. Đội A. B. Anh B. Thôi. B. Em chứ thôi. Đúng chị rồi, thôi. Đây. Thấy chưa? Em với anh về với nhau. Đúng rồi. Khi đôi ta về một nhà. Ê, có báo cho Lâm Vy Dại biết không? Báo cho Lâm Vy Dại biết không? Không anh ơi, biết rồi. Chưa cho tôi, đây là đội B này, đây là đội A này. Và bây giờ thì xin mời đội B sẽ lên kia cổ vũ. Vâng, và bây giờ ấy, thì sau khi bàn bạc thì hai người chơi quyết định thế nào? Ai sẽ là người dùng hình thể để diễn tả ra câu thành ngữ và tục ngữ này? Còn ai sẽ là người đọc đáp án? Em sẽ là người dùng hình thể. Còn bên này sẽ là người đọc đáp án, anh đúng. Lâm Hùng đúng không? Bây giờ một sự ưu ái cho đội A đó là chúng ta có được quyền chọn bộ câu hỏi của mình. Nào, xin mời bạn. Mời chọn. Anh luôn. Hai bộ giống y chang nhau, giờ chọn bộ sao? Giống anh chang nhau. Coi không? Không, không được coi. Anh chọn bộ này. Đây, bộ này. Để anh cứ đưa đây. Anh đừng. Chúng ta sẽ có 30 giây để vừa diễn tả bằng hình thể và vừa đọc ra đáp án của chương trình. Xin mời, nào, chúng ta sẽ giơ tay lên để biết là có bao nhiêu chữ đã cho nó dễ. Này, câu thành ngữ tục ngữ này có 4 chữ này. Rồi. Chuột. Chuột. Chuột rồi. Sa hữu nếp, sa hữu nếp, sa hữu nếp. Không, không phải, gần đúng chuột, rồi. Chuột không phải là cái từ hũ mà là từ gì? Chuột sa cái gì trời? Nào. Chuột sa khạp. Rồi. Lu. Không phải lu, chuột xa gì? Em làm gì giống như có bầu vậy? Em làm gì giống như có bầu vậy? Em làm gì giống như có bầu vậy? Trời ơi, thời gian không có nhiều. Chỉnh rồi, chỉnh rồi. Gạo. Rồi, chuột xa chín gạo. Rồi, chuột xa chín gạo nào. Được rồi. Không được. Bốn nữa. À. À, nào sao? Ý... Nào. À. 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 Ông, nuôi ông tay áo. Chính xác. Nuôi ông tay áo. Chính xác. Nuôi ông tay áo. Rất hay. Rồi, tốt rồi đấy. Câu này chơi bắt đầu tốt rồi. Kiến thức về, kiến thức về. Chà, mấy chữ, mấy chữ. Bốn nữa hả? Bốn chữ. Tai, tai. 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 Tai nghe mắt thấy. Không phải. Ồ, cái này tai, hơi cái mặt ông Đạt Giang luôn. Đạt Giang thiệt á. Tai, tai gì đó. Năm. Tai, tai nghe. Ba, hai, một, hết giờ. Tai vách mạch sưng. Rất tiếc. Đâu được rồi, được rồi, cái này tốt. Không được. Câu thứ tư. Rồi. Sáu chữ. Sáu chữ. Nói đi anh, nói đi anh. Liên tục nói, liên tục. Không, không phải say, không phải say đâu. Hãy nhảy không ra được. Rồi, không được nói, không được nói. Say một. Một ly. À, đúng rồi, đọc nhanh rồi. Đó, 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 đó. Say
thêm một ly đi một dặm. Chính xác, sai một ly đi một dặm. Chỉ có vậy anh mới hiểu được chữ sai. Câu thứ năm. Đâu đơn coi. Không được. Cái gì đây? Câu này là rất sát nghĩa rồi đấy. Nhảy. Rồi. Nhảy. Cái từ đầu tiên, cái từ đầu tiên là cái từ đầu tiên là cái gì? À ờ đúng rồi, đúng rồi. Uống nước. Không. Lượng. Không. Cái này là cái gì? Chân. Đúng rồi. À chân nhảy hả? Bây giờ còn đang mắc là từ đầu tiên. Từ đầu tiên lại. Thôi cho qua, cho qua, cho qua, cho qua. Hết giờ. Nước, nước đến tới chân mới nhảy. Yeah. Trời ơi, tại sao không dễ tình? Nước mà. Cái nước mới về nó lại chảy đi nữa rồi. Lại lại. Câu thứ 6, cố gắng lên, không nói. Rồi, rồi, 4 chữ. Cố lên. Động tác gì đây? Cái từ đầu tiên động tác là gì đây? Cuốc. Rồi. Kéo. Trồng cài vỡ cuốc. Chưa, chưa. Vẫn chưa đúng, chưa đúng. Nào, ở trong ấy có một từ đúng rồi đấy. Từ đầu tiên nè. Trồng. Từ đầu tiên. Không phải trồng. Nào. Tay. 5. Tay kéo. 4. Tay cuốc. Tay. 3. Tay chạy. Tay cuốc. 1. Cày sâu cuốc bẫm. Vâng, rất tiếc. Khó. Cái này khó. Khó quá. Khó. Nào. Câu thứ 7. Ui. Dễ không? 4. 4 từ. Chân cứng đá mềm. Chân cứng đá mềm. Quá hay. Chân cứng đá mềm. Rất tốt, rất tốt. Hay quá. Nào. Câu thứ 8 này. Mấy. Cái này khó nha. Cái gì? Mấy. 4. 4. Nào. Bóp. Nào. Cái này á. Cái này sẽ giống như kiểu gì? Từ thứ 3 đi. À, cắn. Cắn rất lương tâm. Nào. Đấy, nguyên từ đấy. Rồi. 5. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Móc ngắn cắn dài. Trời ơi. Tôi anh chỉ nghĩ đen không à? Vậy mới biết chứ. Câu thứ 9 này. 5 rồi. Cái này là cái ao hả? Không phải cái ao. Nào, vòng tròn. Ồ, cái gì? Cái gì mà phải thổi vào? Cái gì phải thổi vào? Cái bếp hả? Ờ, đúng rồi, gần đúng cái bếp rồi. 5 chữ đúng không? Đúng rồi. Cái gì đây? Từ đầu tiên. Đấy. Cái nồi. Đúng rồi. Rồi. À, nồi. 5 chữ. 5 chữ. Nồi. Củi gạo. Nước. À, nồi nắp. Không được. Nè. Nồi nào úp bung đấy. Tôi đắp vô không phải tôi giục luôn rồi. Tôi gắn vô lại tôi có số 1. Nào bây giờ. Ô, thiệt luôn á. Câu thứ 10 này. Nào. Tôi có vẻ hơi mệt. 6 chữ. Cưa. Cưa gì? Cưa cây. Không, chỉ là từ cây thôi. Gió. Gió thổi vào cây như thế này. Cây cây ngay không sợ chết đứng. Nào, lại. À, cây muốn lặn, gió chẳng đừng. Chính xác, cây muốn lặn, gió chẳng đừng. Rồi. Không, thôi. Mệt không? Mệt đúng không? Khoan, tôi ơi, để anh coi tóc anh nó rụng quá trời luôn nè. Ổn. Suy nghĩ có mấy câu mà nó rụng quá trời luôn á. Rồi, xin mời đội A về đây. Về nghỉ mệt ra đây. Này, bắt đầu câu đầu tiên. Xin mời, bắt đầu. Mấy chữ? 4. 5 chân. Không. Cái này là đúng rồi. Bắt cá. Cá. Bắt cá hai tay. Chính xác, bắt cá hai tay. Tôi thấy Thanh Ngọc giỏi đấy. Rồi nào. Câu thứ 2. Mấy từ. Nào báo đi. Năm từ. Rồi. Nào. Vẽ. Đúng rồi. Vẽ đường cho hôn chạy. Chính xác, vẽ đường cho hôn chạy. Rồi, rất tốt. Nào, từng chữ từ ba. Mấy? 4. 4 từ.
diễn diễn tả nào mắt hổ ô ô vừa mới có chụp, người nói chụp hổ hổ à con hổ hổ nào ba cái gì cái cây một hết giờ rừng nào cọp nấy anh chị hỏi ở rừng nào cọp nấy rồi đó khó câu này khó đấy nào năm nào vác nào đeo mình diễn tả lại cuốc chặt đấm nào. Lưng rồi lưng lưng gì mình diễn tả cái từ thứ hai đi từ thứ hai là gì này lưng tú lưng tú lưng tú lưng nào nào bây giờ bạn tự diễn tả lưng đi lưng người không không phải lưng người nào từ thứ ba là gì chặt đập à, rồi 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 à cái ông đặt lưng ông chính xác cái ông đặt lưng ông tốt nào bây giờ câu năm nào rồi bốn rồi lưỡi cây à diễn diễn cái từ thứ tư này đi này cái từ cây thứ gì? Tư này cây mặn à gừng cây muối mặn chính xác gừng cây muối mặn rất hay nào bây giờ có muốn đổi không hết năm câu rồi thôi phải làm luôn vậy đi vậy ổn rồi làm luôn nhá nào coi câu thứ sáu này rồi cái gì vậy chân rồi chân tay à, đúng rồi anh em như thể chân tay không phải chân này. Chân chân mỏi không phải mỏi chân trùng không phải người ta hay gọi là gì chân cứng đá mềm tay là đúng rồi đấy nào chân tay chân nữa a à, chân đau tay chân không phải. Chân, chân mỏi gì? Tay xoa không phải nữa đi nào chân mỏi năm chân mỏi tim bốn chân ba chân gì hai một chân... hết giờ dạ? Chân yếu tay mềm a à, trời ơi chân yếu tay mềm ôi trời ơi chân yếu tay mềm à, người ta bảo rồi người ta ghi chân này xong người ta như thế này là yếu rồi còn gì nữa nào thế bây giờ có đổi không thôi sao không có đổi không chơi không luôn. Đổi nhá chơi luôn nhá rồi không hỏi nữa này câu thứ bảy 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 chứ rồi trời ơi móng tay ờ đúng rồi móng tay chính xác sức móng móng tay sao nhìn này nhìn kỹ này à, móng dài không phải dài mà là gì móng chích móng đâm mình phải tìm cái từ thứ hai này đấy móng mỡ như này chùi không phải chùi lau vỏ quýt dày móng tay nhọn hả vỏ vỏ quýt dày móng nào, tay nhọn nào đọc đi vỏ quýt dày móng tay nhọn vỏ quýt dày có móng tay nhọn thiếu vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính xác vỏ quýt dày có móng tay nhọn hay quá anh hay thế nhỉ sao lúc này cho anh nói chung là nói chung là kiến thức của mình về nó bất chợt lắm rồi nào câu thứ 8 này rồi 6 này đắng đau đau tim đau tim đau à, bây giờ mình phải đến cái từ đầu tiên hả? Đi đau đau yêu ô đúng đau yêu không phải đau mà là gì yêu cho roi cho vọt hả thương nhau lắm cắn nhau đau yêu nhau lắm cắn nhau đau chính xác chính xác rồi cảm ơn anh ơi cảm ơn chính ra tôi dễ cái ngọc chính ra tôi phát hiện ra anh Lâm Hùng phù hợp với vị trí nhắc bài hơn câu thứ 9 rồi ăn no không no ăn không no lo không tới gần đúng rồi ăn không no ăn chưa no không ấm ăn chưa no lo chưa tới 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 có lẽ là tôi đó trời ơi không no luôn kỳ vậy ta không no luôn trời anh đội nào vậy anh không ăn chưa no lo chưa tới nào câu thứ 10 rồi nào rồi năm mệt đau gì mấy chữ mấy chữ gì vậy năm chữ năm sao năm chữ xỉu mệt xỉu mệt tôi nhìn giống tim thòng quá vậy trời gần đúng rồi tim gì gần đúng rồi đấy thòng hả thòng hả tim khi mà mệt quá thì sao nào bị choáng không phải choáng nào người ta gọi bị sao nhỉ bệnh gì nhỉ à, không được nói nha không được nói nha à bệnh hả à năm bệnh bốn ba hai đói ăn rau đau uống thuốc không phải hết giờ
phòng bệnh hơn chữa bệnh. À, trời rồi, rồi. Khó. À, rồi khó, chúc mừng đội B. Chúc mừng đội B, xin mời các bạn về chỗ. Vừa rồi thì chúng ta đã trải qua một cái vòng thi rất là vui, và nói thật là đây là vòng thi cực kỳ khó khăn dành cho các đội. Nhưng mà ngày hôm nay thì những người chơi của chúng ta đều chơi khá là tốt. Đội A có 5 câu trả lời đúng, chính vì vậy các bạn có thêm 5 điểm. Vâng, và đội B thì với sự trợ giúp của đội A, đặc biệt là ca sĩ Lâm Hùng đứng ở cái vị trí mà nhắc bài, tôi thấy anh rất là giỏi đấy. Và xin được chúc mừng đội B, các bạn có thêm được 7 điểm, chúc mừng. Vâng, bây giờ xin được tổng kết điểm của cả 4 người chơi. Thì hiện tại Thanh Ngọc đang có số điểm cao nhất, 35 điểm, chúc mừng Thanh Ngọc. Trời ơi, dữ vậy. Xin được chúc mừng cho Hứa Minh Đạt đang có số điểm cao thứ hai, 17 điểm, chúc mừng. Thanh Thúy cũng đã chơi khá là tốt. Thanh Thúy bây giờ đang có tổng là 9 điểm, chúc mừng cho Thanh Thúy. Bây giờ được rồi, cô ăn được rồi. Rồi, nhưng mà bây giờ số điểm của anh cao hơn rồi, có thêm 5 điểm nữa, anh đang có là 6 điểm, chúc mừng ca sĩ Lâm Hùng. Vâng, chúng ta hãy cố gắng hơn ở những vòng thi sau của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng 4 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vâng, ở vòng thi này thì chúng ta sẽ được gặp rất là nhiều những họa sĩ này, kiến trúc sư, hoặc có thể họ là soạn giả và những nhà văn rất là nổi tiếng ở trên thế giới cũng như của Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng tìm ra những tác phẩm của họ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng 4 của chương trình. Xin mời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Cao Thủ Bất Hủ. Ở đây chúng tôi đã để tên của hai nhà văn rất là nổi tiếng trên thế giới, Ernest Hemingway và William Shakespeare. Và ở bên cạnh đó là những cái tác phẩm mà chúng tôi đang để ở đây. Đây là những tác phẩm rất là nổi tiếng ở trên thế giới rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải đưa tên của những tác phẩm này về đúng với tác giả của nó. Và chúng ta sẽ sắp xếp phải đúng 100%. Ai sắp xếp đúng 100%, người chơi đó sẽ được 10 điểm. Vâng. Còn nếu mà sắp xếp chỉ cần sai một tác phẩm thôi thì sẽ không có điểm. Ở trò chơi này chúng ta hãy cố gắng lên nhé, bởi vì số điểm 10 điểm nó sẽ thay đổi vị trí của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ anh hứng khởi lên đi anh Lâm Hùng. Anh nghĩ bây giờ có cộng thêm 10 điểm nữa, không biết anh có đủ để vào cuộc với các bạn hay không nữa. Vâng. Và ở trò chơi này chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây để hoàn thành trò chơi. Bây giờ 1 phút 30 giây bắt đầu, xin mời. Ernest Hemingway là một nhà văn, nhà báo người Mỹ. Chủ đề trung tâm của Hemingway là sự can đảm của con người được thử thách, tôi luyện trước sự tàn khốc của cuộc sống để tồn tại. Ông đã để lại dấu ấn sâu sắc trong văn xuôi hiện đại phương Tây và góp phần đổi mới lối viết truyện, tiểu thuyết của nhiều thế hệ nhà văn trên thế giới nói chung. Ông được nhận giải thưởng Nobel cho tài năng thể hiện tác phẩm nghệ thuật như một tảng băng trôi và những đóng góp to lớn cho nền văn học của nhân loại. William Shakespeare là nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài của nhân loại, gắn liền với bối cảnh văn hóa phục hưng. Sự sáng tạo nghệ thuật của Shakespeare mang được sức sống vì thể hiện đề tài về tình yêu, về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa tình yêu và thù hận, giữa cái mới đang hình thành và khẳng định với cái cũ đang chết đi nhưng vẫn cố bám lấy cuộc đời. Các nhân vật chính trong tác phẩm của ông đều đạt mức độ điển hình, qua đó ông khẳng định các giá trị của con người và các giá trị nhân văn của thời đại phục hưng. Một. Hết giờ. Vâng. Tú ơi, khoan Tú. Nào, anh có một đôi lời, anh trang trí rất đẹp. Trang trí đẹp đúng không? Mình sẽ được cộng điểm gọi là điểm trang trí. Đúng rồi, rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bên này đi. Đến với bài của Hứa Minh Đạt trước nhé. Như Tuấn Tú đã nói thì ở trong này rất là nhiều những tác phẩm này thì chúng ta đã được học kịch rồi đúng không? Cho nên là Tú nhìn thấy là Hứa Minh Đạt cũng đang làm rất là tốt cái bài của mình. Để xem có sai ở chỗ nào không. William Shakespeare, đây là một trong những nhà văn rất là nổi tiếng rồi. Và Romeo và Juliet là chắc chắn là đúng, đúng không ạ? Hamlet, chính xác.
vở Hamlet này thì cũng rất nhiều các nhà hát kịch cũng đã làm rồi. Hamlet, Macbeth cũng vậy. Macbeth chính xác là của William Shakespeare. Và cái vở Othello này cũng là một cái vở rất là hay. Và đây cũng là tác phẩm của William Shakespeare, chính xác. Còn những tác phẩm còn lại, Ông Già và Biển Cả thì đã rất nổi tiếng rồi, của Hemingway. Giã Từ Vũ Khí cũng thế. Và Chuông Nguyện Hồn Ai cũng là của Hemingway, chính xác. Vâng, đây là một đáp án đúng. Chúng ta sẽ cùng đến với Thanh Ngọc. Đứng kế bên người bạn học giỏi. Vâng, tái bản giống bên này. Chính xác, chúc mừng cho Thanh Ngọc. Em cảm ơn anh nha. Tiếng Việt, em thấy tiếng Việt là tiếng Việt. Niên đại. Cái niên đại ở đây là toàn là hiện đại, còn đây là về ông Hemingway là mới hơn, còn William Shakespeare là đã từ rất là lâu rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài của Thanh Thúy này. Thanh Thúy ơi, tại sao Macbeth mà lại của Hemingway là sao, đúng không? Chúng ta phải đổi lại. Đây, Ông Già và Biển Cả là của Hemingway. Đây là một trong những cái tác phẩm rất nổi tiếng. Nào, Thanh Thúy giúp tôi nào. Rồi, cho sang bên này. Macbeth là nằm ở bên này. Em ơi, anh đổi luôn nha. Rồi, như này mới là đúng không ạ? Rất tiếc, đã sai mất một đáp án rồi. Rồi, khỏi cần, anh hiểu rồi. Rồi, hiểu rồi đúng không ạ? Tôi nghĩ là sau ngày hôm nay thì Thanh Thúy này cũng như là anh Hùng sẽ về tìm cái cuốn Ông Già và Biển Cả của Hemingway đọc, đúng không ạ? Còn những cái tác phẩm còn lại thì của Shakespeare rồi, đúng không? Và rất là tiếc cho ca sĩ Thanh Thúy cũng như là ca sĩ Lâm Hùng đã không trả lời đúng hoàn toàn 100% câu hỏi này. Xin được chúc mừng cho Thanh Ngọc với việc tranh thủ, đúng không? Và xin được chúc mừng cho Hứa Minh Đạt, rất là tốt, kiến thức rất là tốt và bạn đã hoàn thành được bài thi này. Hứa Minh Đạt và Thanh Ngọc mỗi người đã có thêm 10 điểm, chúc mừng. Oh yeah. Và tổng điểm bây giờ thì Thanh Ngọc đang là 45 điểm và Hứa Minh Đạt đang là 27 điểm. Và đây chính là hai vị trí dẫn đầu ở trong trò chơi ngày hôm nay. Rất là tiếc cho Thanh Thúy đã không có được thêm điểm nào. Bạn đang có 9 điểm. Ca sĩ Lâm Hùng cũng không có điểm nữa. Anh đang có 6 điểm. Bây giờ thì anh Lâm Hùng đang ở vị trí cuối cùng. Bây giờ thì anh sẽ bóc chiếc phong bì ra để chúng ta xem rằng anh có phải là người được chọn để hồi sinh hay không. Xin mời. Anh có 25% chiến thắng. Không được hồi sinh. Không hồi sinh, vâng, rất là tiếc. Vậy là hồi sức rồi. Thôi, không sao cả. Ngày hôm nay thì tôi thấy rằng ca sĩ Lâm Hùng, lần đầu tiên tôi thấy anh tham gia một cái game show mà tôi được dẫn chương trình. Tôi thấy anh là một người chơi rất là vui, rất là hoạt bát và đã tạo được rất là nhiều niềm vui cho những người chơi cũng như là quý vị khán giả. Cảm ơn anh Lâm Hùng rất nhiều. Cảm ơn Trung Tú. Trước khi tạm biệt chương trình, một lần nữa xin cảm ơn chương trình đã cho Lâm Hùng được góp mặt cho chương trình để nói chung là học hỏi được những kiến thức mà mình chưa biết được. Và hy vọng sau ngày hôm nay Lâm Hùng sẽ mở mang cái kiến thức mình hơn nữa. Thật sự thì kiến thức tới giờ vẫn chưa về. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị xem chương trình thật vui nha. Vâng, bây giờ anh gửi một cái lời chúc gì đến với ba bạn còn lại đi. Chúc em và Hứa Minh Đạt sẽ được số điểm tối đa. Và ngày hôm nay hai bạn sẽ thành công hơn trong cái chương trình. Thế cái còn cái bạn bên cạnh. Còn Thanh Thúy thì anh nghĩ đạt điểm tối thiểu thôi. Em cũng nên về. Em cũng nên về. Em đừng đi. Em hãy đi. Anh chờ em mãi muôn đời. Chương trình đã chia lìa ta. Nay đành thôi, anh đi về. Rồi. Mà cái câu này có điềm lắm nha anh Hồng ơi. Hả? Tự nhiên anh về đi, sao anh đó? Anh chờ em. Chúng ta về. Bây giờ thì chương trình sẽ gửi cho anh 2 triệu tiền thưởng của chương trình để anh về anh ăn dim sum nhá, đúng không ạ? Với những cái gì mà anh mong muốn. Cảm ơn. Chúc mừng cho những người chơi còn lại đến với vòng tiếp theo của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin được chào mừng những người chơi đã đến với vòng 5 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vâng, đến với vòng 5 này, chúng ta sẽ được xem một tiết mục biểu diễn
hết sức đặc biệt của chương trình dành tặng cho những người chơi. Khi mà chúng ta xem tiết mục này thì chúng ta sẽ phải quan sát thật là kỹ, bởi vì vòng 5 này có tên là Cao Thủ Tinh Mắt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với tiết mục biểu diễn của chương trình. Xin mời. Cho các bạn là người chơi ở đây và Phước Hòa sẽ giúp tôi đưa ra các đáp án đúng nhất dành cho những người chơi ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và ở trong vòng thi này ấy, thì mỗi một câu hỏi trả lời chính xác sẽ được 5 điểm và chúng ta sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời nhá. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn ở vòng thi này. Robot đã biến đổi tổng cộng bao nhiêu màu? Xin mời Thanh Ngọc. 6 màu. Đó là câu trả lời đúng hay sai? Xin mời. Dạ sai. Sai, không chính xác. Xin mời. 4 màu ạ. Hứa Minh Đạt đã trả lời là 4 màu. Xin mời. Dạ vẫn sai. Sai. Bây giờ còn người cuối cùng thôi. Nào xin mời Thanh Thúy nào. Dạ 5 màu. 5 màu, 4, 5, 6 và 5 màu. Không chính xác. Chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của nhóm DK Crew là gì? Xin mời. Trong bài diễn vừa rồi thì chúng em sử dụng 7 màu. 7 màu. Vâng, 7 màu mới là đáp án chính xác. Đấy nhá, có chính chủ ta trả lời rồi nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai này, cố gắng lên. Hãy kể tên 4 màu sắc mà robot đã biến đổi, chỉ cần kể tên 4 màu thôi. Xin mời Thanh Ngọc. 4 màu thôi đúng không? Đúng rồi. Màu xanh dương, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng. Có khuyến mại thêm màu nào nữa không?
khuyến mãi hả? Ừ. À khuyến mãi thêm màu hồng tím. Hồng tím. Nào, bây giờ thì xin mời câu trả lời của bạn là gì? Cả năm màu đó đều đúng. Đúng, chính xác. Hay. Rồi. Thanh Ngọc có thêm 5 điểm. Khuyến mãi được hai màu, màu đỏ và màu xanh rồi nè. À rồi. Câu hỏi tiếp theo nhá. Robot xuất hiện đầu tiên có màu gì? Xin mời. Xanh lá cây à? Chính xác. Chính xác. Yeah. Chúc mừng Hứa Minh Đạt. Bạn đã có được 5 điểm. Ở động tác xoay tròn, robot đã xoay mấy vòng? Bấm chuông. Xoay tròn. Xin mời Hứa Minh Đạt. 2 vòng. Có chính xác không? Dạ không, không. Không chính xác. Không chính xác. Vâng. Xin mời Thanh Ngọc. Quay 1 vòng thôi. 1 vòng. Dạ chính xác. Chính xác 1 vòng. Rồi. Quay nhiều quá làm sao nổi. Anh nhớ đây qua đây rồi xong qua đây rồi xong qua đây mà. Thôi kệ em sao đâu. Tại vì mấy bạn mặc đồ như vậy nên là không có quay nhiều được. Câu hỏi cuối cùng. Khi lái xe mô tô, vòng tròn trên ngực của robot đỏ có màu gì? Bấm chuông. Xin mời Thanh Ngọc. Vòng tròn trên ngực á hả? Cái đó phải không? Ngọc không nhớ, nhưng mà Ngọc nhớ cái bạn robot mà ở trên cái xe nó lái xe là một màu đỏ hết luôn. Vậy là vòng tròn màu gì? Màu gì? Nếu mà vậy thì bạn nó cũng màu đỏ luôn. Vòng tròn cũng màu đỏ luôn. Dạ, màu đỏ là câu trả lời. Chính xác. Chính xác, vâng. Ơi. Chúc mừng cho Thanh Ngọc. Rất là tiếc cho Thanh Thúy không có câu trả lời đúng nào cả. Không sao cả. Em bấm kịp, em bấm không kịp. Em bấm không kịp chị đó. Chú bấm lẹ luôn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhóm DK Crew. Hy vọng là các bạn sẽ mang được thêm nhiều những cái bài biểu diễn như thế này đến với chúng tôi và sử dụng nhiều công nghệ hơn nữa để cho chúng ta được xem những bài biểu diễn thật là mãn nhãn, được không ạ? Cảm ơn em rất nhiều. Hay quá. Các bạn ấy đã đưa cho chúng ta một bài biểu diễn rất là hay. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép tổng kết điểm sau vòng thi vừa rồi. Người chơi có nhiều chiến thắng nhất vẫn là ca sĩ Thanh Ngọc. Bạn có thêm 3 câu trả lời đúng, có 15 điểm nữa. Tổng cộng bây giờ Thanh Ngọc đang có 60 điểm. Chúc mừng! Một số điểm rất là cao của chương trình. Tôi nhớ là chưa có ai đang có số điểm cao như bạn đâu ở vòng này. Và xin được chúc mừng cho Hứa Minh Đạt. Bạn đang có 32 điểm. Chúc mừng! Thật là tiếc cho ca sĩ Thanh Thúy, số điểm của bạn đang là thấp nhất, bạn đang có 9 điểm thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái chiếc phong bì để ở trên bàn của bạn. Đó là một cứu cánh của bạn, cách để bạn có thể ở lại chương trình nếu như bạn có thẻ hồi sinh. Xin mời chúng ta hãy mở ra. Hồi sinh đi em, hồi sinh đi em. Hồi sinh đi. Có hồi sinh không ạ? Không hồi sinh. Vâng. Hồi sinh ông rồi phải không? Rất là tiếc. Không, một lát nữa mình mới được mở. Thanh Ngọc để lại chứ đừng mở, chứ đừng mở. Ủa? Chúng ta sẽ mở vòng sau. Chưa, từ em vâng, ơi, đừng nôn nóng quá. Rất là tiếc Ngọc. Cho Thanh Thúy đã không hồi sinh ở vòng này. Và chính vì vậy bạn sẽ ra về với phần thưởng là 4 triệu đồng của chương trình. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay thì Thanh Thúy đến đây đã chơi rất là vui. Bây giờ thì trước khi về bạn có thể gửi một cái lời chúc nào đó đến với hai anh chị chơi còn lại không? Xin mời. Đầu tiên thì cho em xin được cảm ơn tất cả các anh chị trong ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý khán giả sẽ có một buổi xem chương trình thật là nhiều niềm vui, thật nhiều ý nghĩa. Xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn Thanh Thúy rất là nhiều và xin chúc cho bạn cái con đường sự nghiệp ca hát của bạn sẽ ngày càng thăng hoa hơn nữa nhé. Và bây giờ thì quý vị khán giả sẽ dành một tràng pháo tay để chia tay với Thanh Thúy cũng như là để cổ vũ cho hai người chơi đến với vòng tiếp theo của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ.
xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 6 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vâng, đến vòng thi thứ 6 này, vòng thi của chúng tôi có tên là Cao Thủ Ghi Nhớ. Chúng ta sẽ được xem một đoạn video clip hoặc là được xem một hình ảnh sẽ hiện lên ở trên màn hình ở trên kia. Sau đó nhớ các cái dữ liệu và chúng tôi sẽ đặt ra một câu hỏi và các bạn trả lời. Nếu trả lời đúng ở mỗi câu hỏi thì người chơi đó sẽ được 5 điểm. Chúng ta sẽ giành quyền trả lời bằng cách chơi một trò chơi nho nhỏ của chương trình, đó là cướp cờ. Xin mời. Vâng, bây giờ thì chúng ta đang thấy ở trong chiếc ống kia có 5 lá cờ với 5 màu khác nhau và ở trên đó có các con số. Ai lấy được lá cờ nào ấy mà tôi yêu cầu thì cái con số đó chính là tương ứng với số câu hỏi ở trên này. Người cướp cờ sẽ được quyền trả lời trước, trả lời đúng sẽ được 5 điểm. Còn người còn lại, nếu như người trả lời đầu tiên không chính xác, người còn lại sẽ được là 2 điểm. Lấy cho tôi lá cờ đầu tiên này. Màu trắng. Sao lại lấy màu em vàng? Em ơi, từ Ngọc này. Từ Ngọc ơi. Sao lại lấy màu vàng? Không phải, qua đánh chớp rồi đó. Cầm trượt đúng không? Nắm trượt đúng không? Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vậy hình ảnh. Vậy là đầu hàng em rồi đó. Lá cờ màu trắng là chứng tỏ mình may mắn nha, chứ không đầu hàng những này hết đó. Xin mời chúng ta sẽ nhìn thật kỹ ạ. Đây. Nhìn kỹ nhá và nhớ hình ảnh này. Thôi. Câu hỏi số 1 như sau. Con ngựa đứng ở giữa hai con vật nào? Xin mời Hứa Minh Đạt. Con gì? Con ngựa đứng ở giữa hai con vật nào? Con ngựa đứng giữa... Con cá mập. Và con gì? Ngựa, xong rồi tí... 5 4 3 Con chó. Cá mập và con chó. Xin mời Thanh Ngọc đưa ra đáp án là gì? Ủa, đưa đáp án liền luôn hả? Được quyền trả lời mà. Nè, gà, bò, thỏ, heo, nai, cá, ngựa, chó, hà mã, sư tử, cọp. Rồi, thế con ngựa đứng giữa hai con gì? Gà, bò, thỏ, heo, nai, cá, ngựa, chó. Đứng giữa con cá với con chó. Thế thì giống nhau rồi. Thì đúng rồi. Nếu mà giống nhau rồi thì kể cả có nói đúng cũng không được điểm, bởi vì là người cầm cờ ở đây đang là Hứa Minh Đạt mà. Khá là. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời là đứng giữa cá mập và chó. Đây, quá thì thôi. Chúc mừng Hứa Minh Đạt, bạn đã có được 5 điểm rồi. Đang chơi rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cướp cờ thứ hai này. Lấy cho tôi lá cờ số 2. Đấy, thấy chưa? Ơn thiệt. Phụ nữ người ta nhanh lắm, người ta chỉ giả vờ nói là mình chậm thôi. Hay là anh nhường em vậy? Anh chạy không kịp lại em ơi. Em phóng kiểu vậy mà. Số 2, lá cờ số 2 tương ứng với câu hỏi số 2 của chương trình. Xin mời hình ảnh. Trời ơi, cái gì vậy? Cái này tôi biết đấy. Nào nhìn kỹ vào này. Thôi, đây là hình ảnh của chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Cả một bầu trời ký ức của tôi được ùa về. Và bây giờ câu hỏi của chương trình như sau. Ở giữa ô 800 điểm và ô 100 điểm là ô gì? Trời đất. Xin mời Thanh Ngọc. Trăm điểm và 100 điểm là ô gì? Ô may mắn à? Ô may mắn. Xin mời Hứa Minh Đạt. Mất lượt à? Ô mất lượt là màu đen. Mất lượt. Nhớ kỹ lại đi nào. Ô mất lượt. Mất lượt hay là chia đôi ra? 5 4 3 Chia đôi à? Chia đôi. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem đáp án. Xin mời. Ở giữa ô 800 điểm và ô 100 điểm là ô mất điểm. Vâng, rất tiếc. Không phải là mất lượt, cũng không phải là chia đôi. Rất tiếc. Rồi, bây giờ lấy cho tôi lá cờ số 5.
nhanh. Rồi, rồi. Thiệt chứ. Nhanh tay liền. Nhắm tay lẻ chân nhưng mà không biết là có nhớ nổi không. Xin mời đến hình ảnh số 5. Xin mời. Món ăn thứ hai là món gì? Xin mời. Món thứ hai là có số trên đó đúng không? Đúng rồi. Bánh mì. Bánh mì. Nào, Hứa Minh Đạt. Bánh mì chả cá. Tôi biết chả cá. Chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh. Xin mời. Vâng, món thứ hai là món bánh mì. Chính xác. Rồi, bánh mì là đúng rồi. Ôi, con này dễ ta. Đấy. Chúc mừng Thanh Ngọc có thêm 5 điểm. Bây giờ còn lại 2 lá cờ ở đây. Cố gắng lên nào. Số 3. Mải ăn mừng chiến thắng, mải cười, mải cười. Chưa kịp chiến công mà nói số 3 rồi. Mải cười về chỗ. Xin mời hình ảnh của câu hỏi số 3, xin mời. Quan trọng và thiêng liêng nhất trong mỗi ngôi nhà Việt, đặc biệt là vào dịp Tết, là ban thờ gia tiên. Người Việt nhìn lên bàn thờ là nhớ về nguồn cội, nhớ về nghĩa trọng ơn sâu của đấng sinh thành. Nhìn lên bàn thờ để tự nhắc nhớ về dòng dõi, giống nòi, để từ đó mà tỉ tiệu gắn kết với nhau hơn. Mở đầu video, khi ngồi cùng cô gái, người phụ nữ mặc áo dài xanh, đeo khăn choàng cổ màu gì? Màu cam. Xin mời. Áo dài xanh là không có. Đâu có để ý mâm trái cây không ạ? Thế thì đáp án là gì? Không có choàng cổ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh. Cái cô áo dài xanh quan là không đeo khăn choàng cổ. Chúc mừng cho Thanh Ngọc đã chiến thắng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá cờ cuối cùng. Bắt đầu. Cứu tôi ơi. Bé ơi, non quá vậy bé. Về đi cưng ơi. Xin mời. Rất là đẹp. Ở xe đạp đỏ, ba người áo dài trắng, hai người đội nón. Quai nón màu gì? Màu đỏ à? Màu đỏ. Xin mời. Nãy trả lời không có khăn đúng rồi, giờ không có. Đây, không có quai nón đúng không? Còn bên này là quai nón màu đỏ. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án. Xin mời. Màu đỏ, chính xác. Đỏ à? Rồi. Chúc mừng cho Hứa Minh Đạt đã có câu trả lời đúng. Quai nón màu đỏ và những người chơi của chúng ta đã hoàn thành xong vòng thi thứ 6 này. Xin được chúc mừng cho hai người chơi với rất nhiều những câu trả lời đúng. Bây giờ thì tôi xin được tổng kết điểm sau vòng thi thứ 6 vừa rồi thì người chơi có số điểm cao hơn có được 2 chiến thắng, đó chính là Hứa Minh Đạt. Bạn đã có thêm được 10 điểm nữa, tổng cộng bây giờ Hứa Minh Đạt đang có 42 điểm. Xin được chúc mừng. Ít nhất anh cũng thắng được một vòng. Có thêm được 2 câu trả lời đúng, Thanh Ngọc có thêm được 7 điểm nữa. Tổng cộng bây giờ Thanh Ngọc đang có số điểm cao nhất của chương trình, 67 điểm. Chúc mừng Thanh Ngọc. Ơi. Vâng, tuyệt vời. Quá trời quá đất. Vâng, phải nói là ở vòng thi này thì chưa ai vượt qua được số điểm của Thanh Ngọc đâu, 67 điểm. Nhưng Hứa Minh Đạt vẫn có cơ hội để lật ngược thế cờ. Bây giờ xin mời bạn mở chiếc phong bì kia ra đi. Nếu như có thẻ hồi sinh thì Hứa Minh Đạt sẽ có quyền tham gia một game hồi sinh với cả Thanh Ngọc. Ai thắng sẽ vào vòng trong. Đây đôi khi là số phận. Tại vì khi hồi nãy lấy cái thẻ này, anh là người bị động, là người cuối cùng lấy tấm thẻ. Rồi. Anh đâu được quyền lựa chọn. Còn có cái cuối cùng. Người được chọn đúng không? Là người được chọn. Nào, mở ra xem nào. Ta là được hồi sinh, tuyệt vời. Vâng. Oh yeah. Bây giờ Hứa Minh Đạt và ca sĩ Thanh Ngọc sẽ phải bước vào một game rất là căng thẳng, game hồi sinh của chương trình. Yeah.
Và ở trong vòng chơi hồi sinh này thì chúng ta sẽ đến với một trò chơi có tên là Làm Sao Rơi. Phải nói đây là một cuộc thi mà tôi thấy rằng cực kỳ là gay cấn. Số điểm của hai người chơi rất là cao, phải nói là cao nhất từ trước đến giờ. Thanh Ngọc 67 điểm, chưa ai cao bằng số điểm này. Một bà mẹ bỉm sữa sau 3 năm quay trở lại với chương trình. Tôi phải nhắc thế. Lúc đầu tiên đã tự mình giới thiệu rồi, bây giờ tôi nhắc lại thôi mà. Gái một con trong ngoằn con mắt. Ừ, gái một con. Cho nên là đã tích tụ mấy năm ở nhà để theo dõi rồi gọi là ghi công chép. Công lại. Đúng rồi, vận nội công rồi. Đến bây giờ ngày hôm nay Thanh Ngọc cũng đang chơi rất là tốt. Hứa Minh Đạt cũng thế. Ở trong 30 giây, hai người chơi của chúng ta sẽ phải dùng đủ mọi cách. Duy nhất là không được dùng tay. Chúng ta phải để tay ra phía đằng sau lưng như thế này. Làm thế nào trà sát rồi lăn lộn bằng bất kỳ một không, cách nào không đó. Không dùng tay mà dùng chân được không? Chân thì thoải mái. Thì không được luôn. Đấy, nếu có đủ khả năng để dùng chân không? Đã. Sao không đủ được? Chà, bắt đầu là bố ngô, bắt đầu tranh thủ ha. Giỏi thật. Đấy, tinh thần chiến đấu là như thế đấy. Là em tính lấy cái chân. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ xuống đổ hả? Trời ơi, có màn màn xiếc ở đây nữa khỏi. Xiếc quá giỏi. Ở khắp sân khấu đi đâu cũng được đúng không? Đúng, bất kể chỗ nào ở trong cái sân khấu này. Trong 30 giây, ai làm rơi được nhiều sticker nhất, người chơi đó sẽ chiến thắng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 30 giây, bắt đầu. Trà đi, trà đi. Wow, Hứa Minh Đạt đang làm gì đây? Hút cọc, hút cọc. Nào, trà nào. Ủa? Gì vậy? Không được dùng tay, không được dùng tay. Không dùng tay, dùng chân mà. Không được dùng tay. Không, dùng chân mà. Nãy mình lại làm như vậy, như vậy, như vậy. Dùng chân được, nhưng mà không được dùng tay nhá. Ok, ok. Nào, gạt đi, gạt đi. Rồi, cố gắng đi nào, sắp được rồi. Sắp hết 30 giây rồi. 5 4 3 2 1 Hết giờ, nào dừng, dừng đi với mình đã ơi. Đừng trả nữa. Nào, nào đây. Tôi thấy sau cái vòng này. Vòng này. Bây giờ tôi sẽ đếm nhá. Bây giờ tôi sẽ đếm của Hứa Minh Đạt trước. Nào 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 nào. Tớ, không tớ, không tớ, không tớ, không, tớ. Không được không được không được không tớ, được. Không. Bạn phải giữ lại cái này cho tôi. Ủa sao được? Bởi vì nó đã dính vào chân bạn rồi. Cái ủa, này nó đã dính vào chân rồi. Cũng bị hả? Không mà cũng không nổi đâu. Ủa sao vậy? Thấy em chân giật quá. Chân. Bây giờ tôi sẽ đếm. Tôi sẽ đếm nhá. Hứa Minh Đạt trước. Trời ơi còn quá trời. 1 2 11, vâng, có 11 sticker còn lại. Nào bây giờ xin mời Thanh Ngọc. 1 Hết rồi. Nhất hai cái miếng dưới chân. 4, nào bên này còn một cái. 5, rồi 5 cái. Với sức trà của Thanh Ngọc thì ngày hôm nay trong game hồi sinh này, rất tiếc là Hứa Minh Đạt cũng không thể chiến thắng được. Thanh Ngọc đã là người chiến thắng và sẽ có mặt ở vòng thi thứ 7. Chúc mừng Thanh Ngọc. Hứa Minh Đạt cũng là một người chơi rất là xuất sắc. Bạn đã có một số điểm rất là cao, nhưng phải dừng bước trước một cô gái với đầy sự tranh thủ ở đây. Cao thủ mà còn biết tranh thủ nữa. Cao thủ và tranh thủ hợp ở hết Thanh Ngọc đây rồi. Chính vì thế mà Hứa Minh Đạt sẽ dừng lại ở vòng thi thứ 6. Bạn sẽ ra về với phần thưởng là 6 triệu đồng. Một lần nữa xin được thay mặt chương trình xin được cảm ơn Hứa Minh Đạt và xin chúc cho cái sự nghiệp cũng như gia đình của bạn ngày càng hạnh phúc hơn nữa. Xin được cảm ơn Hứa Minh Đạt rất nhiều. Rồi. Và bây giờ Ngọc à. Em phải làm thế nào để mà cái sự bại trận của anh phải xứng đáng nha Ngọc. 20 triệu để lâu quá rồi. Đúng làm rồi. Ơn có ai lấy giùm đi. Đấy. Thực ra tôi không hề muốn cầm 20 triệu này nữa. Tôi rất mong muốn sẽ trao cho người chơi ngày hôm nay. Đừng có làm tôi rung. Rồi. Trời rung. Và quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn Hứa Minh Đạt đã đến với chương trình. Và xin chúc mừng cho Thanh Ngọc đã đến với vòng 7 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin được chào mừng ca sĩ Thanh Ngọc đã đến với vòng cuối cùng của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vâng, đến vòng cuối cùng này thì tôi thấy là Thanh Ngọc đang hít thở sâu để lấy bình tĩnh đúng không? Và tôi hy vọng ngày hôm nay tôi sẽ được trao 20 triệu cho người chiến thắng. Thanh Ngọc, nếu như bạn có 20 triệu, bạn sẽ làm gì? Mua bỉm cho con, mua sữa cho con hay là mua cái gì nào? Để dành đó, để dành cho con. Để dành cho con 20 triệu. À, cũng được. Làm nhiều thứ lắm. Làm nhiều đầu thứ lắm. Đầu tư sản phẩm mới nè, đi làm đẹp nè. Rồi làm gì nữa ta?
Nhiều hướng quá ha. Phải khẳng định là giờ này Thanh Ngọc đang là người chơi xuất sắc nhất rồi. Ở vòng thi thứ 7 này, bạn trả lời đúng được đủ 7 câu hỏi của chương trình, bạn sẽ có được 20 triệu ở trong 100 giây thôi. Rất là nhanh. Nếu như câu nào khó quá mình chưa chắc chắn về đáp án, mình có thể nói với tôi là bỏ qua. Sau đó còn thời gian, chúng ta sẽ quay trở lại cái câu hỏi mà bạn đã bỏ qua. Và yên tâm, sau khi đọc xong câu hỏi đầu tiên, tôi bắt đầu mới cho 100 giây chạy. Sao không vui vậy? Bây giờ điều quan trọng nhất là cái sự bình tĩnh thôi. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng 7 của chương trình có tên là Cao thủ đáp nhanh. Và sau đây sẽ là câu hỏi. Bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu do ai sáng tác? 100 giây bắt đầu. Qua đi còn hai câu thứ hai đi. Tại lễ trao giải Oscar 2023, diễn viên nào đã giành được giải thưởng ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất? Quan Kế Huy. Ai là đạo diễn bộ phim Áo Lụa Hà Đông? A. Vũ Ngọc Đáng. B. Lưu Huỳnh. C. Trần Anh Hùng. Lưu Huỳnh. Tiếng của loại nhạc cụ nào được nhắc đến trong ca khúc Chuyện Tình Thảo Nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến? Tiếng sáo. Địa danh Sóc Bom Bo trong bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo thuộc tỉnh nào của nước ta? Bình Phước. Vì sao chúng ta có thể tự nổi trên biển chết mà không cần bơi? Tại vì ở cái hàm lượng muối trong nước biển nó nhiều. Con rươi còn được gọi với cái tên khác là gì? Là con rồng đất, con rồng đất. Mình quay lại câu đầu tiên, bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu do ai sáng tác? Bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu. Một soạn giả rất là nổi tiếng này. Bắt đầu bằng chữ V. Nào, bắt đầu bằng chữ V. Viễn Châu. Nào. Viễn Châu. Rồi, Viễn Châu, hết 100 giây. Tôi sẽ đọc từ những đáp án. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có được người chiến thắng. Bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu do ai sáng tác? Bạn trả lời là soạn giả Viễn Châu. Viễn Châu. Không tự tin lắm, đúng không? Đúng rồi. Nhưng câu trả lời này là chính xác. Tuyệt vời. Tại lễ trao giải Oscar năm 2023, diễn viên nào đã giành được giải thưởng ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất? Bạn trả lời là Quan Kế Huy. Đó là câu trả lời. Hoàn toàn chính xác. Thông tin gần. Ai là đạo diễn bộ phim Áo Lụa Hà Đông? A. Vũ Ngọc Đáng. B. Lưu Huỳnh. C. Trần Anh Hùng. Đáp án của bạn là B. Lưu Huỳnh. Đó là đáp án. Chính xác. Tiếng của loại nhạc cụ nào được nhắc đến trong ca khúc Chuyện Tình Thảo Nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến? Bạn có nhớ không? Cái câu hát đó không? Không nhớ, mình chỉ đoán kiểu giống như là ở trên Thảo Nguyên là sẽ có những cái kiểu nhạc cụ dân tộc á, kiểu đàn tơ rưng hay là khèn hay là sáo này kia. Thì thường thường tiếng sáo là cái tiếng mà nó réo rắc khắp núi đồi á, kiểu như là nó sẽ bay là nó vang vọng. Tại vì Ngọc cũng có hát bài Tình Ca Tây Bắc á, thì khi mà mình phối bài mình cũng rất là vô cái tiếng sáo nhiều, đúng không? Rồi, đó là một sự suy luận rất là hay. Và tiếng sáo là chính xác. Địa danh Sóc Bom Bo trong bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo thuộc tỉnh nào của nước ta? Bạn trả lời là Bình Phước. Không thể chính xác hơn. Vì sao chúng ta có thể tự nổi trên biển chết mà không cần bơi? Vì hàm lượng muối trong nước biển ở đây rất cao. Chính xác. Được rồi. Biển chết này thì tôi cũng ước mơ một lần được đến, bởi vì thực ra nó còn tốt cho sức khỏe nữa, đúng không? Đúng rồi.
Và bây giờ sẽ là câu hỏi quyết định của bạn đây. Con rươi được gọi với tên khác là gì? Bạn trả lời là con rồng đất. Vâng, và tôi trả lời là... Con rươi là con rồng đất, con rồng đất. Và tôi trả lời là... Bạn có 20 triệu, 20 triệu. Tuyệt vời. Vâng, chúc mừng cho Thành Ngọc. Bạn là người chơi rất là xuất sắc. Bạn đã có được 20 triệu đồng tiền thưởng của chương trình. Bạn trả lời chính xác cả 7 câu hỏi của chúng tôi. Ngày hôm nay đúng là bạn cũng đã may thể mắn hiện... quá, tại vì những cái thông tin này là mình cũng có đọc qua rồi. Đấy, cái quan trọng nhất là trúng tủ rồi. Hay không? Chính vì thế mà ngày hôm nay Thanh Ngọc đã là người chơi rất là xuất sắc. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và xin mời, bạn sẽ ra về với giải thưởng lớn nhất của chương trình là 20 triệu đồng. Không phải là mang tiền về cho mẹ nữa mà là mang tiền về cho con. Sau khi đạt được giải thưởng rồi, bạn có muốn nói gì với khán giả truyền hình không? Thì lúc đầu Ngọc cũng đã nói rồi, có nghĩa là Ngọc rất là cảm ơn những cái cơ hội mà khi mà mình quay trở lại với công việc của mình á, mình được khán giả đón nhận, cũng vẫn được khán giả yêu thương rất là nhiều, rất là mong chờ, chứ không phải là quên đi một Thanh Ngọc đã từng có những sản phẩm như thế nào, đã đi vào lòng khán giả ra sao, mà khán giả vẫn mãi mãi có một cái tình cảm ở đó, như là chưa bao giờ mình có khoảng thời gian dừng lại. Và Thanh Ngọc cũng cảm ơn là trong cái suốt cái khoảng thời gian mà mình nghĩ như thế, mình tập trung lo cho gia đình, do cho cuộc sống riêng của mình á, thì mình cũng biết ơn, mọi thứ nó cũng đều tốt đẹp. Và bây giờ thì mình cảm thấy là mình có thể dốc nhiều tâm sức hơn nữa cho cái sự nghiệp âm nhạc của mình. Rồi. Để mà mình đạt được một cái ước mơ lớn hơn nữa. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Thanh Ngọc và xin chúc cho sự nghiệp âm nhạc của Thanh Ngọc sẽ ngày càng phát triển hơn và bạn sẽ có một cái lần quay trở lại thật sự là hoành tráng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng đón xem chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ để cùng xem những giây phút thật là kịch tính. Và nhớ giờ phát sóng của chương trình là 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hay quá, hay quá. Trời ơi, tôi thấy ca sĩ Quách Cảnh rồi. Anh quá. Anh Quốc Thuận nhảy nhảy điệu đi đây, nhảy điệu đi đây. Dâu mè. Dâu mè. Dâu cá. À hả? Dâu cá. Dâu cá. Dâu cá luôn. Bảo rằng kích trở đò sang. Qua khê cát uống giang hồ. Gặp nhau bảo nàng cách chở đò ngang. Tương tư thức mấy đêm rồi. Yeah. Đêm nào phải thức.